他们都很不忙。 Cậu không bận à? 你不忙吗? 你不忙吗? Họ đều không bận à? 他们都不忙吗? 他们都不忙吗? Bố mẹ bạn đều không bận à? 你爸爸妈妈都不忙吗? 你爸爸妈妈都不忙吗? Họ đều không bận. 他们都不忙. 他们都不忙. Sau đây là từ bạn. 朋友, 朋, 朋, 友, 友, 朋友, một thanh hai và một thanh nhẹ. 朋友, âm Hán Việt là bằng hữu. 朋友, bạn của tôi. 我朋友, 我朋友, bạn của anh. 女朋友, 女朋友, bạn của anh ta. 他朋友, 他朋友, bạn cậu có khỏe không? 女朋友好吗? 女朋友好吗? Anh ấy không khỏe. Tha bù khảo. Anh ấy rất khỏe. Tha khấn khảo. Sau đây là từ nam hay là con trai. Nán. Nán, âm Hán Việt là nam. Từ bạn trai nguyên văn là nam, bạn. Nán phẩn yểu, âm Hán Việt là nam bằng hữu. Nán phẩn yểu, bạn trai. Nán phẩn yểu, nán phẩn yểu, bạn trai của tôi. Nguyên văn là tôi, nam, bạn. 我男朋友. 我男朋友. Bạn trai của bạn. 你男朋友. 你男朋友. Bạn trai của bạn có khỏe không? 你男朋友好吗? 你男朋友好吗? Bạn trai tôi có khỏe không? 我男朋友好吗? 我男朋友好吗? Bạn trai bạn có bận không? 你男朋友忙吗? 你男朋友忙吗? Anh ấy rất bận. Tha khẩn máng. Tha khẩn máng. Bây giờ hãy nghe cách nói còn ai đó thì sao? N. N. Từ này đặt ở ổi cuối câu để hỏi là còn ai đó thì sao? Ví dụ, còn cậu thì sao? Nì n. Còn tôi thì sao? Ủa n. Còn Lục Vũ Bình thì sao? Lù Yủy Phiếng nữa. Bố mẹ bạn thì sao? Nì bà mama nữa.
Bọn họ thì sao? Tha mần nơ. Còn bạn trai bạn thì sao? Nhỉ nán phớ nhiều nơ. Bây giờ hãy thử nói. Còn bạn trai bạn thì sao? Anh ấy có khỏe không? Nhỉ nán phớ nhiều nơ. Tha khó mà. Nhìn nán phớ nhiều nơ. Tha khó mà. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo nội dung của bài. Lu yu pien khó mà. Tha hẳn khó. Lín nà tờ bà bà ma mà khó ma. Trong đó, lín nà tờ bà bà ma mà có nghĩa là bố mẹ của Lina. Lín nà tờ bà bà ma mà khó ma. Tha mần tâu hẳn khó. Lín nà tờ bà bà ma mà bù khó ma. Bù, tha mần tâu hẳn khảo. Bù, tha mần tâu hẳn khảo. Lu yu ping máng ma. Tha bù máng. Lín nà tờ nán phấn yếu nơ. Tha máng ma. Trong đó, lín nà tờ nán phấn yếu là bạn trai của Lina. Lina tờ nán phấn yếu nơ. Tha máng mà. Tha khẩn máng. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo đúng nội dung của các bạn. Ní hào. Ní hào mà. Nǐ bà bà ma ma hǎo ma? Nǐ bà bà máng ma? Nǐ ma ma nè? Nǐ nè? Nǐ máng ma? Nǐ nè? Nǐ máng ma? Nǐ nán pěng yǒu máng ma? Nǐ nán pěng yǒu hǎo ma? Hãy nghe từ bạn gái. Nguyên văn là nữ bạn. Nữ pěng yǒu. Trong đó từ nữ là nữ. Nữ. Nữ pěng yǒu âm Hán Việt là nữ bằng hữu. Nữ pěng yǒu. Bạn gái tôi. 我女朋友 Bạn gái của bạn có khỏe không? 你女朋友好吗? 你女朋友好吗? Bạn gái bạn có bận không? 你女朋友忙吗? Ní nữ phấn yếu máng ma. Hãy trả lời câu hỏi Ní nữ phấn yếu khảo ma theo đúng nội dung của các bạn. Ní nữ phấn yếu máng ma.